Nha, thì bữa nay tiếp tục đi sang ông nữa bà con ơi. Thì bữa nay là đi hai thằng nha con. Trận đấu nó phát hiện của ông nằm dưới kìa. Giờ nó tiến hành nó bắt nha con. Chúc bà con ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha con. Xem thấy hay nhớ đăng ký like ủng hộ cho em nha bà con. Nằm đây giùm không ai bắt nha. Đừng đi. Ừ. Mà không hơi ít. Cắt cái mấy cái cành ở ngoài trước đó đâu, cành cản đó. Đây nó không có mặt như cái gì. Có mày cũng ít mặt rồi. Trời ơi, thấy ẩu rồi kìa. Từ từ thôi, làm gì gấp chứ vậy. Từ lấy. Hôm nay em chậm chứ mưa. Nghe con. Mà ừ, có mà ít nghe con. Có ít, chắc nó con này mới bơm vô đây. Cái gọn lên nè, gọt cái dè quá. Cái dè này con nó còn trắng quá, nó không có ở đó nghe vừa. Nên bỏ dè luôn bà con. Đó. Rồi kết thúc clip nha bà con. Rồi có mình sẽ quay nữa tiếp nha bà con. Hiện ông nha bà con. Nào bà con, cái ra vô chỗ này nè bà con. Nó xuống quá trời luôn nè. Trắng vô hết rồi con. Trắng vô hết luôn rồi con. Giờ nóng lắm. Trắng được cho những đứa rồi con. Cây nó nhỏ nè. Nào con ơi. Để dè vô cho nó nở bà con. Mình thấy con đen cũng hơi nhiều nha bà con. Con này cũng có nửa sĩ á. Con nửa sĩ có á. Rồi
thì mình dọn pháo hoa sạch thì mình gây khi mình dắt mặt thì nó đẹp. Kèo hư quá ha. Thôi sáng giờ được 2 ổ, em kết thúc clip nha bà con. 2 ổ sáng giờ ông nữa bà con ơi. Chị nằm trong dây nè bà con, nó lên xuống bên mép bên đó nha bà con. Chị lên xuống bên đó kìa, ngay cái đầu ngón tay em chỉ này nè, nó lên xuống nè. Thì nằm sát dưới đây nha bà con. Em tiến hành em lấy bà con ơi. Bà con xem thấy hay đăng ký kênh nha em nha. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu? Đây nào? Đây nào? Kêu nó đấu qua, đang đeo thùng qua, đang bỏ vô mà. Hôm nay cũng khá khá nha bà con. Kết thúc clip nha bà con, khi nào có em sẽ quay tiếp nha bà con xem bà con ơi. Đường này cũng khó lội nha bà con. Rồi thì bữa nay em bắt được có 2 ổ nha bà con, thì ổ cũng hơi khá khá mặt nha bà con. Thì giờ em tiến hành em dắt luôn rồi để em giao mặt này cho bà con luôn bà con. Thì có người đặt ở Sài Gòn á, thì nửa lít á bà con. Thì em dắt 2 ổ này xong rồi em còn một khúc ở trên trên đó nó dừng thôi.
thì em bù vô cho đủ nửa lít luôn nha con. Thì cậu mong là cho nó được nửa lít rồi con. Để em tiến hành mấy cái dao này để em dắt nha bà con. Để em kiếm cái dao đó bà con. Rồi em tiến hành em dắt mặt nha bà con. Thì em dắt em bỏ vô cái tô này bà con ơi. Bà con ơi, mặt mắt kìa nè bà con. Mặt thấy ngon bà con. Nè, để em cắt bà con xem nè. Đừng có cầm, đừng có lắc con. Cho bà con coi cái gõ nha. Mặt mặt coi cái nhận mặt rồi, để em dắt nha con. Cầm con đừng có lắc, rồi con cầm giữ vô giữa màn hình như này. Ừ vậy nha, cắt cái xịt mặt luôn rồi. Con nào có xem clip em thì có mua mật ong thì cứ liên hệ cho em nha bà con. Tắt rồi. Kệ đi con, kệ đi, kệ đi. Tự tắt mà vẫn còn quay hiểu không? Tắt thì chạm vô màn hình thôi nha. Ừ. Ừ. Thì nhà không có ai nhưng mà coi. Thì nhờ nhóc nó quay giùm nha bà con. Xin chào bà con ơi. Chào bà con, xem nhớ đăng ký ủng hộ cho ba con nghe. Dạ, con ngắm đúng không? Để cho rõ kìa, con quay gì nè, con quay gì nè. Ờ, cầm chắc. Ừ, đúng rồi. Còn ổ nữa con. Hôm nay đi bắt có hai ổ à. Còn ổ nữa đúng không? Ừ. Còn ổ nhỏ xíu đúng không? Ổ bự. Ổ bự đó. Hôm nay bắt hai ổ bự không à, không ổ nhỏ. Ừ, con quay quay kìa, thì quay đàng hoàng cho nghe. Gỡ cao lên. Ờ, gỡ cao lên vậy đó. Ờ, đúng rồi. Ngay tránh giữa vậy đó. Không cầm, đừng có cho lắc. Giữ ngay tránh giữa vậy nè. Ừ. Ừ, coi sao cho ừ, ngay tránh giữa vậy đó. Đây nè. Đó. Rồi. Mặt gì? Mặt không nha con. Cầm nhìn trong cái máy quay á, đừng có nhìn vô cái dĩa mặt con. Như dĩa mặt máy quay nó chật lớp bên à. Ừ, cầm từ giữa vậy đó. Ừ. Mặt gì vậy cha? Thì mặt nhiều, ổ bự thì mặt nhiều con. Ổ nhỏ. Ổ nhỏ thì mặt ít. Con coi có sơ sót cho con, thông cảm bỏ qua cho em nghe bà con. Nói mặt nè. Cầm đừng có lắc cái máy quá, cầm giữ cái tay yên thôi. Kìa kìa. Không quan gì bà con coi chóng mặt. Cứ tắt hoài à. Thì tự động mà con. Tắt gì nó giữ rồi cái máy tiết kiệm pin, ít hao pin. Chứ màn hình sáng hoài rồi điện thoại nó hao pin lắm. Vậy cái điện thoại. Điện thoại gì khác. Cái máy quay gì khác không? Điện thoại gì khác, còn cái máy quay gì khác. Máy quay gì khác hả? Ừ. Rồi em cắt nó gì nè bà con. Rồi cái nào nó nhiễu thì nó nhiễu đây nè bà con. Chào chào mấy cái kia. Mặt này ổ mặt già, ổ mặt non. Dạ. Nên dạ. Mặt nó không có gì đẹp nữa bà con. Chào chào mấy cái kia. Rồi. Rồi con cầm nè, cầm cái này. Rồi cầm cái này. Cầm cầm cái này. Cầm nó đi được. Mặt không ở cái máy quay dính mặt này. Tay ba đụng á. Rồi giờ cao lên lên xíu, để cao lên. Để cao lên nhóc nhóc cái đầu lên cho nó nằm giữa màn hình cho con dễ xem á con. Dặn gì bà con dễ nha. Rồi quay sát vô nè. Sát sát mà giữa màn hình là được rồi. Mặt nó chảy xuống nè bà con ơi. Bớt mặt nó chảy nè nghe bà. Này cũng ở một xị á. Nó cũng có một xị xị mấy nha bà con. Để hồi đông vô cái
trống là biết rồi con. Này em để lượt là em để cái lượt này là lượt mấy cái bụi á rồi con. Cầm đàng hoàng ngồi ngồi vậy đàng hoàng, đừng có nằm nằm vậy sao mà con có được. Con mà không có thấy rõ. Quay từ trên quay xuống thì nó sáng cái màn hình dễ coi á. Đắt nữa rồi. Thông cảm nha con, nhà thì không có ai, có hai bố con ở nhà rồi con ơi. Thì bắt con nó quay luôn. Còn cái cục sáp nào con. Cái cục đó là cục chất thép á. Cái cục này mà y chang cái cục mà cái cục gì mà gói bánh chè cho nước á, cục đậu xanh á. Đậu xanh mà ta giả ra để ta nấu bánh chè cho nước nó dồi tròn tròn nên là để nó nhét vô cái cục bột á. Người ta được rồi, người ta nướng lên. Người ta nướng lên xong rồi nó trắng tươi luôn. Để em coi, em lường coi hai cái ổ này được một xị không nha con. Thì em lường bằng cái cống nha con. Này cống xị nè. Để em đổ nó vô đây nha con. Mày đứng lên nha con. Quay đứng lên. Ờ đó, rồi quay vô cái chỗ bà đổ. Được một xị mấy nữa mà con ơi. Nào con, một xị nè con. Còn miếng à. Một hai ổ mà được một xị mà còn dư một chút này nha con. Nè, có hai cái kèo này con. Đó, hôm nay thì còn ba cái mặt nó rớt lại nha con. Rồi em kết thúc clip nha con. Con xem thấy hay nhớ đăng ký like ủng hộ cho em xin một like nha con.